Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì cái tên được nhắc đến đó là Cartier Capti de Cartier, nét đẹp quý phái gửi tặng mỗi quý cô. Khoác lên mình vẻ rực rỡ cùng sức hút riêng biệt, đá quý từ lâu đã trở thành niềm cảm hứng bất tận và là nền tảng cho yếu tố thẩm mỹ vượt thời gian của ông trùm đá quý Louis Francois Cartier, đồng thời chính là cha đẻ của thương hiệu đồng hồ trang sức Cartier đẳng cấp. Không ngừng sáng tạo bằng cả tâm huyết và tình yêu dành cho một nửa thế giới, những nhà chế tác đồng hồ Cartier nói chung và người sáng lập nói riêng một lần nữa gợi mở bí mật của những viên kim cương lấp lánh đến từ tạo tác Cartier Capti de Cartier 36,5mm có mặt trong video ngày hôm nay. Tựa như tác phẩm nghệ thuật thực thụ, chiếc đồng hồ nữ đẳng cấp xuất hiện trong bộ khung vỏ làm từ vàng trắng lấp lánh kim cương. Với thiết kế dáng tròn nữ tính với mặt đáy vắt cong nhẹ nhàng, so với các model dành cho nữ khác trên thị trường thì tạo tác này có phần thanh thoát và tinh tế, thậm chí ôm cổ tay hơn. Tông màu chủ đạo của khung vỏ và mặt số là màu trắng tinh khiết của vàng 18K cùng kim cương. Thay vì trang bị 4 càng nối dây như nhiều phiên bản đồng hồ khác của thương hiệu, lần này thì nhà sản xuất cố định dây đeo tay với bộ khung vỏ đồng hồ bằng 2 càng nối ngắn và một móc nối dài, móc từ mặt số đến dây đeo, vừa mang tính thời trang độc đáo, vừa đem lại sự thoải mái nổi bật trên cổ tay trung bình của nữ giới phương Đông. Điểm nhấn của tạo tác không nằm ngoài khả năng chế tác trang sức bậc thầy của Cartier. Những viên kim cương được cắt gọt cẩn thận, lộng lẫy trên vành bezel, vòng tròn trên mặt số, những mối nối và ngay cả khóa dây đeo cũng được nạm kim cương xa xỉ, đủ để thấy độ sang trọng, xa hoa của phiên bản đồng hồ này. Cùng kích cỡ, cùng tông màu sắc, những viên kim cương san sát nhau trên vành bezel, ven theo dáng vỏ vàng trắng đã tạo nên một tổng thể thống nhất về kết cấu và hài hòa về màu sắc. Trang nhã và không chói lóa, trên cổ tay ngọc ngà của quý cô, tạo tác Cartier Capti de Cartier 36,5mm dường như càng nổi bật ý nghĩa tôn vinh người phụ nữ vốn gắn liền với cái đẹp đã đi vào nghệ thuật, văn học, kiến trúc và nay lại phát triển trong ngành sản xuất tưởng chừng như khô khan như thế giới đồng hồ. Chế tạo với niềm cảm hứng trân trọng và nâng niu, phiên bản đồng hồ này sở hữu dây đeo da cá sấu màu đen cổ điển, song không kém phần thanh lịch. Nhà sản xuất dường như biết thế nào là vừa đủ cho một kiệt tác bởi sự xuất hiện của dây đeo da không chỉ đem lại sự thoải mái cho các quý cô mà còn góp phần làm nổi bật hơn những viên đá quý và chất liệu khung vỏ vàng trắng quý hiếm. Phá vỡ quy luật về thiết kế mặt số, bộ đếm thời gian của chiếc đồng hồ này không nằm ở vị trí trung tâm thường nhật mà thay vào đó nó được đặt ở phía dưới, lệch trung tâm. Có thể là do vòng tròn đá quý đã chiếm mất một phần diện tích hay chăng? Để rồi kéo theo đó thì 12 cọc số La Mã không đều nhau về kích cỡ với sắc đen óng ả, kiểu dáng bầy dích thể hiện phong cách Art Deco, biểu tượng chạy xung quanh mặt số nhỏ bé. Mang một vẻ lạnh lùng đầy quyến rũ, trên mặt số màu trắng bạc tưởng chừng như đơn điệu lại nổi bật bộ kim giờ phút màu xanh dương nhỏ nhắn nhưng cũng vừa đủ gây sự chú ý. Chắc hẳn khi nhìn vào tạo tác này thì nhiều người thắc mắc tại sao lại không có kim dây hay là chủ đích của nhà sản xuất muốn tối giản hóa các chi tiết để mang đến một sản phẩm hoàn thiện đậm đà vẻ đẹp trang sức và đáp ứng vừa vặn tính năng cần thiết của một cỗ máy thời gian. Nó mình trong lớp vỏ xa xỉ, bộ máy quartz vận hành bền bỉ với hiệu suất ổn định đã cung cấp năng lượng cho toàn bộ chức năng của chiếc đồng hồ. Từ lâu thì giới mộ điệu đã biết đến Cartier là một thương hiệu đồng hồ trang sức có khả năng tự mình hoàn thành tất cả các công đoạn để sản xuất ra một mẫu đồng hồ Cartier quartz. Các bộ máy automatic, hand winding cũng như các chi tiết khác sánh ngang với thương hiệu đồng hồ lớn của Thụy Sĩ như là Rolex, Omega. Và phiên bản đồng hồ mà Gia Bảo Luxury đang đề cập đến cũng không phải là ngoại lệ. Có mặt tại cửa hàng Gia Bảo Luxury, chiếc đồng hồ Cartier Capti de Cartier đáp ứng đủ mọi yêu cầu mà khách hàng nữ đang tìm kiếm, từ thẩm mỹ tới độ bền và hiệu suất vận hành. Với vẻ ngoài kiều diễm và trái tim mạnh mẽ, thực sự đây là một lựa chọn tuyệt vời dành cho các quý cô hiện đại, bởi sự xuất hiện của tạo tác này không chỉ khiến người đeo trở nên thu hút mà còn phần nào khẳng định được địa vị xã hội cũng như là dấu ấn cá nhân đầy mê hoặc. Chẳng trách mà bấy lâu nay thì Cartier Capti de Cartier đã trở thành cái tên gợi thương, gợi nhớ cho rất nhiều tín đồ đồng hồ nữ tại Việt Nam và trên thế giới. Còn các khán giả của Gia Bảo Luxury thì nghĩ như thế nào về mẫu đồng hồ này? Hãy để lại bình luận của mình ở phía bên dưới để trao đổi cùng với chúng tôi. Và đừng quên theo dõi những video lần sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!